Kim Ngân bất ngờ tỉnh táo một cách xuất thần và cái gật đầu làm Thúy Nga lên đến tột đỉnh hạnh phúc. Phần 2 của tập phim không kịch bản, không đạo diễn nhưng vô cùng hấp dẫn của cặp đôi Ngân Nga đang đến những tập hồi hộp nhất. Thúy Nga đang tìm mọi cách để đưa Kim Ngân đi chữa bệnh. Sau khi tham khảo ý kiến của rất nhiều gia đình có người thân bị bệnh như Kim Ngân, tìm kiếm và trò chuyện với rất nhiều bác sĩ, có nhiều ý kiến cho rằng sẽ phải dùng đến biện pháp áp lực nhiều hơn. Đó là nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát để đưa Kim Ngân tới bệnh viện. Nhưng Thúy Nga vẫn mong muốn sẽ cùng gia đình để đưa Kim Ngân đi chữa bệnh một cách nhẹ nhàng nhất mà không phải cưỡng ép. Làm thế nào thuyết phục được Kim Ngân tới gặp bác sĩ vẫn là khao khát của Thúy Nga, vì má hai Thúy Nga là người cảm nhận được rõ nhất. Hiện tại không ai tạo cho Kim Ngân cảm giác an toàn khi ở bên như Thúy Nga, nên không bao giờ Thúy Nga muốn Kim Ngân tổn thương thêm một lần nào nữa. Bằng tình thương và trách nhiệm với lời hứa sẽ giúp Kim Ngân đến khi hồi phục, Thúy Nga sẽ bằng mọi cách để thực hiện. Nên ngày hôm nay, Thúy Nga quyết định sẽ thuyết phục Kim Ngân chuyện đi gặp bác sĩ, dư âm giận dữ của ngày đi biển hôm trước, và cả một ngày Thúy Nga đi tìm Kim Ngân mà không gặp, khiến má hai vô cùng lo lắng và sợ rằng Kim Ngân đang giận. Nhưng thật bất ngờ vì buổi chiều gặp lại Kim Ngân lại rất vui vẻ, trả lời Thúy Nga rất nhẹ nhàng và gãy gọn làm má hai thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe đưa Kim Ngân đi ăn. Bất ngờ Kim Ngân được gặp một gia đình chị khán giả người Việt xin được chụp hình. Kim Ngân vui vẻ chủ động trò chuyện với mọi người. Khoảnh khắc khiến cả Thúy Nga và gia đình chị khán giả bất ngờ. Khi Kim Ngân cười thật tươi và còn tạo dáng khi chụp hình, vô cùng dễ thương. Chưa bao giờ thấy nữ ca sĩ tự tin và thân thiện như thế với người lạ. Thần thái của Kim Ngân hôm nay quá xuất thần và tỉnh táo. Nữ ca sĩ biểu cảm như cái cách mà cô chụp hình với người hâm mộ ngày xưa. Rất sang trọng quý phái, Thúy Nga hạnh phúc chia sẻ với khán giả. Nhìn chị Ngân vui vẻ như vậy mà trong lòng Nga cũng thấy hân hoan. Chắc chút nữa về nhà Nga sẽ thuyết phục chị Ngân đi bác sĩ. Hôm nay chị Kim Ngân cười vui hoài. Trên đường đi bộ vào nhà chị Huyền, Kim Ngân nói với Thúy Nga muốn mua một căn nhà di động ở khu này. Kim Ngân nói, má hai mua cho con căn nhà, mai mốt con mất rồi má hai lấy lại bán cho người khác. Con sống được chừng 10 năm nữa, rồi kiếp sau gặp lại má hai. Nói một hồi Kim Ngân dừng lại tại một căn nhà đang đăng biển bán. Rồi chỉ cho Thúy Nga, phòng bán này giống phòng con, mua cho con căn này được không, người Việt bán nè. Má hai quen lớn má hai gọi thử coi, má hai ngỡ ngàng hết sức. Vì chính Thúy Nga cũng không biết ở khu này bán nhà, Kim Ngân còn biết thuyết phục má hai sẽ đi làm hàng tháng để lấy tiền trả dần dần. Ý định của Kim Ngân lại trùng với kế hoạch mà Thúy Nga đưa ra trước đó, sẽ hứa mua nhà cho Kim Ngân để thuyết phục nữ ca sĩ đi khám bệnh. Chính vì thế Thúy Nga vô cùng hào hứng, đợi Kim Ngân vào phòng sẽ ngồi xuống nói ra tất cả để thuyết phục Kim Ngân. Thúy Nga từng nói Kim Ngân là chị em kiếp trước với mình. Ban đầu nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói vui, nhưng sau rất nhiều lần thần giao cách cảm, Thúy Nga vừa có ý định gì là y như rằng vài hôm sau Kim Ngân đã nhắc tới. Thúy Nga mừng như trúng số vì đang không biết sẽ mở đầu câu chuyện thuyết phục Kim Ngân thế nào thì lại nảy ra sự việc này. Đợi Kim Ngân trở lại phòng, Thúy Nga bắt đầu cuộc trò chuyện định mệnh. Thúy Nga đưa mã số cá nhân và thẻ bảo hiểm cho Kim Ngân. Nữ ca sĩ tỏ ra rất vui và nói, sung sướng quá vậy má hai, thấy tín hiệu tích cực. Má hai lấy ghế ngồi cạnh Kim Ngân và bắt đầu tâm sự. Kim Ngân vui không? Bây giờ má hai nói nè, trước mắt má hai đang có 10.000 đô cho Kim Ngân. Nếu Kim Ngân muốn mua nhà, thì Kim Ngân phải chịu tới bác sĩ và uống thuốc mỗi ngày. Má hai sẽ thực hiện điều mà Kim Ngân mong muốn. Kim Ngân trả lời Thúy Nga một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng được nửa câu thì nữ ca sĩ nói lảng qua chuyện khác. Kim Ngân nhắc với cậu Long Mở Long và nhắc về bé Yến, con gái chị Huyền là chị Yến. Có lẽ con người tồn tại bên trong Kim Ngân lúc này là con người của thời thơ ấu và có những nụ cười như một đứa trẻ. Sau nhiều lần Thúy Nga thuyết phục, Kim Ngân cũng gật đầu để Thúy Nga sẽ đưa đi bác sĩ. Má hai vui sướng đến tột cùng, liên tục hôn vào tay Kim Ngân và liên tục nói I love Kim Ngân, còn ôm chặt và hôn tới tấp Kim Ngân mà chẳng cần xin phép như trước nữa. Bao lâu nay Thúy Nga mới được ôm và hôn Kim Ngân lâu như vậy? Kim Ngân nói với má hai giờ ôm con giống Yến với Huyền quá. Thúy Nga hạnh phúc muốn hỏi lại Kim Ngân thêm một lần nữa cho chắc chắn. Trời ơi Kim Ngân ơi,
má hai thương Kim Ngân. Má hai sẽ mua nhà, Kim Ngân mà khỏi bệnh là muốn gì cũng có. Ok không Kim Ngân? Và Kim Ngân đồng ý rồi nói một câu làm Thúy Nga đang vui cũng phải ngừng lại vài giây. Kim Ngân nói, kiếp sau má hai đừng có bỏ con nha. Má hai ôm chặt lấy Kim Ngân rồi hứa sẽ đi theo Kim Ngân mấy kiếp luôn. Má hai không bỏ Kim Ngân yên tâm. Nghe xong câu nói đó của Thúy Nga, nữ ca sĩ nhoẻn miệng cười rất hạnh phúc. Đã từ rất lâu rồi mới có một người kiên trì với Kim Ngân đến như vậy. Kim Ngân biết rằng kiếp này có một người ở bên mình rồi mọi người ạ. Yêu thương Thúy Nga đến mức kiếp sau vẫn muốn ở bên cạnh má hai. Kiếp này Kim Ngân đã bị quá nhiều sự bỏ rơi nên mới trở nên như vậy. Duy nhất chỉ có Thúy Nga là không bỏ mặc, kể cả những lần Kim Ngân lên cơn giận dỗi. Khoảnh khắc Kim Ngân nói ra câu nói đó, chắc chắn sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của quý vị khán giả. Thúy Nga thì chưa bao giờ vui như thế, không có nhạc mà vẫn nhảy hoài vì vui sướng. Mới hôm trước khi tâm sự với chị Phước về việc chữa bệnh cho Kim Ngân, nghe tới khúc muốn chữa khỏi bệnh thì phải nhờ đến cảnh sát đưa người bệnh đi nhà thương thì Thúy Nga đã nghẹn ngào ở cổ họng. Thúy Nga không muốn phải làm như vậy chút nào, nhưng hôm nay nhẹ nhàng khiến Kim Ngân đồng ý thì đúng là tột đỉnh của niềm hạnh phúc. Mặc dù nhân vật trò chuyện với Thúy Nga đang như là Kim Ngân của hồi bé, ngoan ngoãn nghe lời má hai, nhưng khi Thúy Nga nhắc đến chuyện gặp bác sĩ, đi chữa bệnh và nhắc đến cả hai từ trầm cảm, thì Kim Ngân cũng không thay đổi sắc mặt nhiều. Nếu không muốn trả lời, Kim Ngân sẽ im lặng. Mặc dù chưa thực sự yên tâm, nhưng cái gật đầu của Kim Ngân cũng là một bước thành công cực kỳ lớn của Thúy Nga, mở toang ra cánh cửa đưa Kim Ngân đi chữa bệnh mà không cần nhờ tới cảnh sát hay những áp lực khác. Hy vọng thứ hai sắp tới, khi Thúy Nga đưa Kim Ngân tới gặp bác sĩ, Kim Ngân sẽ gật đầu thêm một lần nữa, gật đầu để bác sĩ khám bệnh và kê thuốc cho nữ ca sĩ. Những ngày vừa qua, bằng những lời chia sẻ của tất cả những người đã từng chăm sóc và chữa bệnh như Kim Ngân, thì có thể khẳng định chỉ cần chịu uống thuốc và duy trì uống thuốc là Kim Ngân có thể tỉnh lại hoàn toàn. Mong gia đình Kim Ngân sẽ đồng hành cùng Thúy Nga vào thời điểm này, một thời điểm quan trọng nhất với cuộc đời của Kim Ngân. Thành hay bại, bao nhiêu công sức của Thúy Nga có được đền đáp hay không phụ thuộc hết vào thời điểm quan trọng này. Khán giả cùng cầu chúc cho Kim Ngân sẽ giữ nguyên ý định đồng ý đi khám bệnh này nhé. Chúc mừng và cảm ơn Thúy Nga đã mở toang cánh cửa tuyệt vời này cho Kim Ngân. Nữ ca sĩ có bước vào hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta cũng chờ đợi những tập tiếp theo và cầu nguyện cho Kim Ngân. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video.